Như Quỳnh, nữ huấn luyện viên bao người yêu quý nhưng lại gây hoang mang trên truyền hình, cuộc đời lắm chân chuyên. Ca sĩ Như Quỳnh, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, là con cả trong một gia đình có ba chị em. Như Quỳnh sớm trưởng thành và là một người con hiếu thảo, một người chị biết lo toan chăm sóc hai em. Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh tình nguyện cộng tác tại một nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các em bé. Năm 91, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình, đoạt giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối, mà đến nay chưa có thí sinh nào đạt được. Năm 93, Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ, hợp tác với trung tâm của nhạc sĩ Trúc Hồ, trở thành ca sĩ độc quyền, được Trúc Hồ nâng đỡ hết mực. Thời tới cản không kịp, Như Quỳnh nhanh chóng nổi tiếng với siêu phẩm Người Tình Mùa Đông. Với bài hát này, Như Quỳnh tạo cơn sốt chưa từng có, về cô gái áo đỏ đội mũ nồi cực kỳ duyên dáng. Từ đó, Như Quỳnh nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích Như Quỳnh không chỉ bởi giọng hát truyền cảm đầy cảm xúc, gương mặt đượm vẻ u buồn mà còn mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt. Hoạt động tại trung tâm được 2 năm, đến năm 96 cô chuyển sang trung tâm Thúy Nga. Nữ hoàng băng đĩa gọi tên Như Quỳnh khi đĩa nhạc Chuyện Hoa Sim lập kỷ lục doanh thu bán đĩa tại hải ngoại. Được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả mến mộ luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình khiến bao người mê mệt như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Vùng Lá Mê Bay, Chuyện Hoa Sim, vân vân. Ở độ tuổi hơn 50, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà cùng giọng hát mềm mại khiến nhiều người yêu quý. Sau nhiều năm sống và phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, nữ ca sĩ chính thức trở về nước sinh hoạt văn nghệ từ năm 2018. Cô đảm nhận ghế giám khảo tại chương trình Thần Tượng Bolero cùng với hai nghệ sĩ khác là Quang Lê và Ngọc Sơn. Lần đầu tiên giữ vai trò cầm cân nảy mực trong một chương trình ca hát tại Việt Nam, Như Quỳnh nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả. Như Quỳnh là một ẩn số thú vị của Thần Tượng Bolero mùa 3. Với tài năng thiên phú về giọng hát cùng kinh nghiệm chinh chiến hơn 20 năm trên các sân khấu hải ngoại, tiếp xúc với thị trường giải trí tân tiến, khán giả cả nước rất háo hức, mong chờ phần thể hiện của Như Quỳnh. Tuy nhiên, từ kỳ vọng, từ mong đợi, ít nhiều khán giả thất vọng khi Như Quỳnh luôn quá an toàn, nhẹ nhàng, thậm chí nhạt trên ghế nóng. Nữ ca sĩ luôn nhường nhịn và không tranh giành với Ngọc Sơn hay Quang Lê, bởi đây là hai người khá thân thiết mà nữ ca sĩ quý mến. Điều này khiến chương trình trở nên mờ nhạt hơn hai mùa trước khá nhiều. Thêm vào đó, phần trình diễn trong đêm chung kết chương trình đã khiến nhiều người thất vọng. Dư luận đã có một phen xôn xao khi Như Quỳnh mất phong độ trong lúc trình diễn hai ca khúc góp phần tạo nên tên tuổi của chính mình gần đây là Duyên Phận và Vùng Lá Mê Bay. Bên cạnh đó, vì sự cố âm thanh, trong lúc hát Như Quỳnh đã có trễ một vài nhịp. Nhiều tin đồn liên quan đến giọng hát của nữ ca sĩ gây tranh cãi trong khán giả. Sau đó, Như Quỳnh còn cho biết cô sẽ không bao giờ nhận lời ngồi ghế giám khảo. Thời điểm đó, Như Quỳnh không lên tiếng về sự sụt giảm phong độ của mình. Mãi sau đó, cô mới trả lời thắc mắc về màn trình diễn gây hoang mang dư luận. Như Quỳnh cho biết cô liên tục gặp phải những vấn đề sức khỏe sau khi về Việt Nam tham gia chương trình. Do khí hậu Việt Nam và Mỹ khác nhau, Như Quỳnh liên tục bị mất giọng cả khi nói lẫn khi hát. Chính sức khỏe làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần trình diễn trực tiếp của cô trên sóng truyền hình quốc gia. Sự cố đã khiến cho Như Quỳnh rất buồn và mong muốn nhanh nhất lấy lại lòng tin từ người hâm mộ. Người nghệ sĩ không giữ được phong độ là chuyện bình thường, Như Quỳnh cũng không phải ngoại lệ. Có rất nhiều lý do ngoài mong đợi cản trở màn trình diễn, quan trọng là họ có sự khắc phục để đền đáp tình yêu thương của khán giả hay không, nữ ca sĩ thổ lộ. So với nhiều ca sĩ hải ngoại khác, Như Quỳnh có vẻ chậm chân hơn trong kế hoạch chinh phục khán giả trong nước. Tuy nhiên, điều đó chính là điều khán giả yêu quý và chờ đợi ở Như Quỳnh mỗi khi cô về Việt Nam. Đến nay, cô vẫn luôn là một cái tên được nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu thích và mong chờ cô sẽ biểu diễn nhiều hơn ở quê nhà. Tài năng xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời Như Quỳnh gặp không ít chuyên truyền. Thành công vang dội trong âm nhạc nhưng tình yêu của cô lại tỷ lệ nghịch. Bao nhiêu người mến mộ nhưng Như Quỳnh vẫn mãi lẻ bóng, trong khi bạn bè trang lứa đã yên bề gia thất. Và cuối cùng duyên nợ đã đến khi cô đã có tuổi. Mọi người rất ngạc nhiên khi một ngày Như Quỳnh thông báo rằng mình đã mang thai và cha đứa bé là một kỹ sư không lưu làm việc tại Mỹ. So với nhiều người, Như Quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn. Cặp đôi có một cô con gái tên Melody Đông Nghi, sinh năm 2007. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cuộc hôn nhân này đổ vỡ, nữ ca sĩ không ngại thừa nhận nguyên nhân dẫn đến chia tay với chồng là do mình. Như Quỳnh thừa nhận do bản thân quá đam mê sân khấu, âm nhạc, mải mê theo đuổi ánh hào quang mà ích kỷ không nghĩ đến người chồng. Và cứ từ đấy, vợ chồng cô trở nên xa cách nhau, dẫn đến chia tay. Cô chia sẻ, tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng mình sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc vẹn tròn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau. Do tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống, tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai, nên tôi vui với những gì mình đang có. Hiện tôi có động lực là con gái Melody, con chính là món quà mà cuộc sống ban tặng. Như Quỳnh từng nói, cô đã có vô số lần mặc áo cưới trên sân khấu, nhưng chưa từng mặc áo cưới của riêng mình lần nào trong đời. Cô cho biết từng thất vọng trong hôn nhân, nhưng cô không khước từ tình yêu. Như Quỳnh vẫn luôn khao khát một bờ vai để nương tựa và khẳng định nếu duyên đến cô sẽ đón nhận. Và tình yêu đã mỉm cười với cô. Mới đây trong một lần trả lời truyền thông, Như Quỳnh đã hạnh phúc thú nhận.
cô đang yêu và đang được yêu. Như Quỳnh cảm thấy may mắn khi gặp được một người phù hợp, luôn có năng lượng tích cực quan tâm đến cảm xúc của cô. Đối với bản thân, tôi chỉ mong đây là tình yêu đích thực và mong nó sẽ trường tồn mãi. Người ấy đã giúp tôi rất nhiều trên vấn đề tinh thần sự nghiệp. Phải nói tôi rất may mắn khi gặp anh. Bạn gặp một người luôn có năng lượng tích cực quan tâm đến cảm xúc của bạn thì đó là sự may mắn rồi. Sau bao thăng trầm, điều hạnh phúc nhất với Như Quỳnh là đứng dưới ánh đèn sân khấu phục vụ khán giả. Có tình yêu nên nhan sắc Như Quỳnh cũng trở nên rạng rỡ hơn. Có thể nói ở độ tuổi 52, Như Quỳnh đang có cả tình yêu và sự nghiệp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ Như Quỳnh, một đời tài sắc cả đời chuyên chuyên. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, là con cả trong một gia đình có ba chị em. Như Quỳnh sớm trưởng thành và tỏ ra là một người con hiếu thảo, một người chị biết lo toan chăm sóc cho hai em. Như Quỳnh có tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn về kinh tế. Sau khi sang Mỹ định cư và đầu quân vào Asia, cuộc sống và sự nghiệp của Như Quỳnh bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Quá trình trưởng thành của Như Quỳnh khá chân chuyên. Sinh ra với cơ thể suy nhược, Như Quỳnh tưởng chừng như không thể sống tiếp khi rơi vào giai đoạn nguy kịch. Mẹ cô phải quỳ xuống cầu xin y bác sĩ cứu cô. Kỳ tích xuất hiện khi Như Quỳnh được cứu sống. Tình thương bao la quảng đại của người mẹ cùng nghị lực phi thường của bản thân đã giúp cô giành lại sự sống. Có lẽ ngay từ nhỏ ý chí kiên cường cùng bản lĩnh đã được cô thể hiện ra như thế. Có cha là thiếu tá ngành an ninh quân đội, nên sau khi hòa bình lặp lại, cha Như Quỳnh phải đi cải tạo cách mạng. Cuộc sống gia đình cũng từ đây mà suy yếu. Kinh tế khó khăn khiến cả nhà phải bán hết mọi vật dụng có giá trị. Gia đình phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những cái furniture trong nhà cũng lũ lượt ra đi luôn. Cũng bởi hoàn cảnh như thế, Như Quỳnh không thể theo học thanh nhạc, nhưng cô chưa bao giờ oán trách điều đó. Cô vẫn miệt mài rèn luyện, cố gắng nỗ lực từng ngày. Và quả thật trời cao không phụ người có lòng, khi con đom đóm được bay trên không trung, nó sẽ phát ra ánh sáng dẫn đường. Như Quỳnh chính là con đom đóm ấy, cô luôn tìm ra lối đi giúp mình tỏa sáng trong bóng đêm. Sang Mỹ định cư, Như Quỳnh có cơ hội hợp tác với trung tâm Asia của nhạc sĩ Trúc Hồ. Cô trở thành ca sĩ độc quyền, được Trúc Hồ nâng đỡ hết mực. Thời tới cản không kịp, Như Quỳnh nhanh chóng nổi tiếng chỉ với siêu phẩm Người tình mùa đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, trở thành những lời hát quen thuộc trong lòng công chúng. Như Quỳnh tạo nên cơn sốt chưa từng có về cô áo đỏ đội mũ nồi cực duyên dáng. Mọi người say đắm trong giọng ca trong trẻo ngọt ngào đó đến nỗi, lỡ nghe rồi là chẳng cách nào dứt ra được. Nữ hoàng băng đĩa gọi tên Như Quỳnh khi đĩa nhạc Chuyện Hoa Sim lập kỷ lục doanh thu bán đĩa tại hải ngoại. Cơn sốt mang tên Như Quỳnh nóng hơn bao giờ hết trên khắp các mặt báo. Cô nổi lên như một hiện tượng và chưa bao giờ giảm nhiệt khi hình ảnh của Như Quỳnh luôn tràn ngập ở trên TV. Người hâm mộ phát cuồng vì giọng ca như thấu cả nỗi lòng người nghe. Giọng ca đẹp như tiếng chim hót, lúc thánh thót khi trầm ngâm, lúc dịu dàng khi hờn trách, tạo nên những tuyệt phẩm sống mãi cùng năm tháng. Hiện tại không một ca sĩ trẻ nào có thể thể hiện ca khúc đó hay và thấu như Như Quỳnh. Lần lượt, những CD của Như Quỳnh lập tức cháy hàng. Cô trở thành thần tài của các hãng băng đĩa tại Mỹ, bởi cứ nghe đến tên Như Quỳnh là người hâm mộ sẽ mua ngay. Những bài hát gắn liền với tên tuổi của cô như Hoa Tím Ngày Xưa, Chuyện Hoa Sim, Người Tình Mùa Đông, Trả Lại Thời Gian, đặc biệt là bài hát quốc dân Duyên Phận. Nhìn vào hình ảnh Như Quỳnh, người đối diện có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, suối tóc dài thướt tha, vẻ đẹp mong manh nhưng không dễ vỡ, đôi mắt phượng đượm buồn, nhìn xoáy trong tâm trí đối phương. Như Quỳnh không có nét đẹp sắc sảo mặn mà, mọi thứ ở cô là sự hài hòa, tinh tế. Không quá nhiều, chỉ cần vừa đủ rung động. Chân mày, vòng nguyệt có duyên, tóc mây gợn sóng, tợ tiên non bồng. Như Quỳnh kết hôn khá muộn, khi bạn bè đã yên bề gia thất, cô vẫn cô đơn một mình. Có lẽ tính cách khép kín, cũng như nỗi ám ảnh khi cha mẹ ly hôn khiến Như Quỳnh không dám mở lòng với người khác. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô khi thông tin Như Quỳnh kết hôn được lan ra. Chồng cô là kỹ sư không gian Nguyễn Thắng, anh chàng đang làm việc cho cơ quan chính phủ Hoa Kỳ này, có vẻ ngoài điển trai như minh tinh Hàn Quốc, hai người xứng đôi vừa lứa, ai cũng vui mừng vì cuối cùng cô cũng viên mãn. Nhưng cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi, trăm năm hóa ra chỉ là lời nói thoáng qua, cặp đôi ly hôn vào năm 2015 với lý do không mang lại hạnh phúc cho nhau, dù đã có một con gái chung. Sự tan vỡ khiến người hâm mộ xót xa cho Như Quỳnh, một cô nàng tài năng mà lắm chuyên chuyên. Như Quỳnh tâm sự, buồn bã nói, sau khi ly hôn tôi thường ngồi trong bóng tối và khóc. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu vẫn là phái yếu, họ cần được bảo vệ và chở che. Cuộc chia ly nào cũng chứa đựng nước mắt. Như Quỳnh có thể chống chọi với đầu sóng ngọn gió, nhưng chẳng thể ngăn được sự yếu đuối trong tâm hồn.